Xin chào quý vị và các bạn. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau tại công trình cầu Khe Trang. Hôm qua thì anh em cùng với bà con khi mà đổ xong cái thân mố kia, tiếp tục gia công cái sắt xà mũ, đến chiều muộn mới xong đấy các bác. Hôm nay thì sẽ tiếp tục cho bà con đổ bê tông cái phần xà mũ kia. Bà con ra đây tí nữa bốc xi lên tắc tơ nhá. Đây, thân mố là chiều qua là anh em đổ xong, là cái chiều dài của thân mố này là 4,5 m. Anh em đổ dày 1 m, và từ móng lên trên phía trên này là bây giờ hiện tại đang có khoảng 6 m, hơn 6 m rồi các bác. Rất là cao rồi, đảm bảo thoát lũ tốt. Nhìn trong video thì có vẻ là mỏng đấy, nhưng mà thực tế là anh em đổ dày hẳn 1 m cơ. Đây các bác nhìn những cái lượng đá anh em gom giải từ đây lên trên kia bây giờ là gần hết rồi. Chắc trên kia khoảng 2-3 xe nữa thôi. Còn đoạn này còn ít thôi các bác. Đấy, cho vào cái mố, riêng cái móng này với cái thân mố này là rất là nhiều đá luôn. Hiện tại thì sẽ làm thêm cái phần tường kè, như cái này sẽ xử lý sau. Cả bên này nữa. Bên này khi mà tí nữa anh Trinh cùng với anh em và bà con đổ xong cái phần bê tông xà mũ này thì sẽ tiếp tục làm cái phần móng tường kè bên này. Đây này, mình áng thử để các bác xem này. Cái này là 1 m đây. Đấy. Đấy, 1 m. Quá dày luôn các bác. Ok, bây giờ anh em sẽ trở lên phía trên này cho bà con đốc bốc xi với lại một ít đồ đạc nữa. Xong là xuống đây đổ bê tông thôi. Đây, cái phần dầm này thì hôm qua mình cũng có nói là đổ được hơn chục ngày rồi. Thì anh em thì chắc chắn là cũng có những cái phương án để mà kéo dầm rồi. Thế còn tối nay mà các bác xem video mà bác nào có cái cách để anh em kéo dầm nó tối ưu và hợp lý nhất thì các bác mong là các bác cũng góp ý bình luận ở trên kênh. Anh em cháu sẽ tiếp thu và chọn lựa những cái phương án tốt nhất. Các bác cứ bình luận để anh em tiếp thu các bác nhé. Và xi còn mấy bao rồi, hôm qua đổ khá nhiều rồi. Chắc được chục bao không? 7 bao rồi à? Vì đổ cái xà mũ này nó cũng không tốn nhiều bê tông mấy các bác. Hôm nay may là thời tiết nó nắng rồi. Chắc 1-2 hôm nữa, nếu có cái kinh phí thì anh em sẽ cho xi lên, lại một ít vật liệu lên nữa. Cho cái đắp đít đằng sau vào.
chuyển xuống bên dưới đây này. Để trên đấy cũng được mà dây nó ngắn quá, không tới. Đây là ngay đằng sau chú cũng được mà. Đấy chỗ sâu sâu ấy. Có đá không chú? Chỗ đấy có đá không? Không được đâu, nó hút cả cát cả bùn lên đấy. Chú kiếm tấm ván không, đè lên tấm ván đi. Tông là anh em với bà con chuẩn bị xong rồi, giờ khiêng sắt xuống đấy. Qua gia công như này cũng đến tối đấy các bác. Bây giờ hai người ở giữa nhá, nào nào đi đi. Quay quay mặt lại đi, không được đi lùn thế. Đặt xuống đi 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 dây đi buộc không tẩu được. Đặt xuống lấy cầm cái dây ở chỗ kia đi. Ai thế này được. Cố lên, sắp tới nơi rồi.
nhá. Được. Hạ đã. Ôi giời. Đặt xuống đi, đặt xuống đi. Bên kia đi. Nào. Anh đi sang bên kia đi. Vượt qua trên máy xúc lên đồi ấy. Kéo thẳng đi nữa đi anh ơi. Trong A Quyền bên này chỉnh hoa anh cái nhá. Anh đi lên đồi bên kia. Ô cương ngắn quá rồi. Không tới rồi. Cương ngắn quá. Thêm một đoạn nữa đi.
Không ở, ở đấy đâu, ở trong này thôi. Anh nhìn xem nó cái thẳng cái tim bên kia chưa? Thả tay nào. Thả tay. Đây này, thả tay ra, nó ở đây đây. Cái đầu ấy lên trên này tí đi. Thế nào? Nhiều lắm. Này á. Cái bên kia chỉnh sang chứ. Cái bên kia kéo ra chứ. Tim nó ăn lệch ra sát cái đất cơ mà. Nhìn lại đi, cái đấy nó ăn thẳng vào cái gốc cây ấy rồi. À quên ơi, kéo cho anh cái cước đi sang bên này đi. Tón rau á, rau ở đâu nhỉ? Đang nữa đi. Đưa mượn thước á, sang kia đỏ lại rồi. Đây cơ mà. Lấy ra ngoài đi anh ơi. Rồi. Đầu bao xi chứ cơ mà. Cái thước là ở dưới đây kìa. Chị ơi, chị ơi, cho mượn cái thước mét cái. Cái dây thép nhỏ ấy, thép ly ấy. Thép ly ấy. Rồi. Đây đây, đo vào đây. Đủ 2m3 là được. Đây có 2m1. Đây gần được 2m. 2m thì không được, 2m3. Nó ở ngoài thôi, nó không ở trong này đâu. 4m6 đây này. Nó phải giặt đây này. Giặt đây này. Đấy, đóng thằng đấy. Nó thẳng ở cái gầu á. Đóng sao đấy, đóng. Búa đâu. Đấy. Đây kia là đồng hồ ra rồi ra như cho nó sát sát góc đấy đi để lấy đồ này ra đây thôi. Nó đang bị loe loe đâu, đồ này nó phải như thế này không, như thế không vuông vào nữa đi. Như thế này mới vuông, méo. Nào. Đầu đấy mày ra nữa đi, ra hết. Không cần ra hết đâu, lấy vuông là được. Nhưng mà nó không vuông. Cứ để đấy, lấy vuông đi ta. Đưa cái búa đây chả đưa. Tôi đưa cho mọi cái búa. Chị ơi, rút em cái dây bao xi măng được. Thật thật là, sao đổ vỏ ra. Được, móc buộc rồi chút. Cái móc buộc này cho cầm đâu hả? Nãy cầm cả cái bó sắt buộc ấy. Cái mỏ, cái ngoáy ấy. À, được rồi, rồi. Đâu có một cái thôi. Không, cho ngược lên anh. Lên hai cái rồi mà cứ vẩn vẩn thôi. Đó, này.
cởi cởi cái dây cước gập ra cho cháu đó. Cười dưới, dưới này á. Thank you.
Thôi được rồi, đổ đi, đổ đi. Chiều nay anh em tiếp tục công việc cho bà con, anh em đổ cái này từ hôm qua rồi, nay thì đổ thêm cái phần bên trên cao thôi. À, cốt pha thì anh em chưa dỡ vội, mà cho bà con thu bớt trống bên này vào để dọn dẹp để chuyển sang đào móng phía bên này. Các chị xuống đây đi. Đây bây giờ là các chị thu hết bên trống bên này, thu vào cho em nhá. Cái đầu đinh ở cây trống nhổ ra, xong xếp gọn trống lên, xếp gọn trống lên sang bên này đi, xếp gọn lên bên này nhá, bên này để đào móng bên này nó vướng, xếp gọn trống lên trên lên bên này đi, cho lên đây này, cho gọn vào nhá, xếp gọn vào không vướng đường. Để chuyển này, chuyển cái ống sang vế bên này đây để đổi dòng sang bên kia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vậy là cái công tác nắn dòng cho mố số 1 đã hoàn thành. Mố số 2 thì anh em đổ đã đầy và nắn dòng, và mai sẽ chuyển sang bên này để đảo móng. Anh em sẽ làm luôn phần móng số 1. Có lẽ video của anh em cũng xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những tập phim tiếp theo. Xin chào quý vị các bạn.